chạy máy may miệng túi này, đầu tiên bật máy này. Chân vịt xuống này. Đấy. Xuống rồi thì ấn nút bên này. Đấy, cho nó khởi động. Đặt vào này. Bên này đấy, khi mình gãy cái này xuống là làm két bằng cơ này. Cái này gãy lên là tự động, gãy xuống là thực hành bằng cơ, bằng tay ấy. Có thể di chuyển cái nút tự động gãy lên. Đầu tiên cứ dặn chân này. Đấy. Xong rồi dặn chân thứ 3 này. 1, 3 này. Xong cái này ép xuống này. Với điều kiện cái lẫy này phải gảy lên trên nhá. Lẫy này.